Ngày 24 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục dẫn giải 5 đối tượng đến 29 địa điểm mà nhóm này đã thực hiện hành vi trộm cắp nông sản để thực hiện điều tra, xác định hiện trường. 5 đối tượng này gồm Nguyễn Ngọc Giáp, 25 tuổi, Mai Mạnh Vũ, 25 tuổi, Hoàng Trung Đức, 24 tuổi, Phạm Ngọc Nam, 24 tuổi và Nguyễn Khắc Quỳnh, 25 tuổi, cùng trú ở huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2018 đến tháng 10 năm 2018, vì không có tiền tiêu xài nên cả 5 đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp. Sau khi bàn bạc, các đối tượng thuê hẳn một chiếc xe ô tô 7 chỗ để làm phương tiện vận chuyển. Sau đó, vào đêm khuya, chúng tìm đến các kho chứa nông sản của người dân. Khi thấy gia đình nào khóa cửa ngoài là cả 5 đối tượng liền đột nhập, dùng kìm cắt khóa, bịt các camera an ninh rồi trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn đó, chỉ trong gần 10 tháng của năm 2018, 5 đối tượng này đã gây ra 29 vụ trộm cắp nông sản, chủ yếu là hồ tiêu và cà phê của người dân trên địa bàn các huyện Krông Năng, Krông Búc, Cư Mơ Ga và thị xã Buôn Hồ. Tổng giá trị tài sản mà 5 đối tượng trộm cắp ước tính trên 1 tỷ đồng.